chúng ta sẽ chuyển sang dạng 4 là bài toán liên quan đến ống thủy tinh có chứa thủy ngân thì đây là dạng có điểm nhấn và hơi khó một chút này thì bây giờ các bạn ghi cho thầy cái dấu sao đầu tiên là bài toán tổng quát như sau xếp một ống thủy tinh hình trụ một đầu kín một đầu để hở trong ống có đức một lượng khí có chiều dài là l và được giữ bằng cột thủy ngân có chiều cao là h thì đây là cái bài toán tổng quát của chúng ta. thì bây giờ các bạn nhìn lên trên màn hình để thấy phân tích cho các em hình vẽ một chút xíu nhá. thì đây, các em nhìn này, của chúng ta ở đây thì lại có một ống thủy tinh này, đúng chưa? các em thấy là một đầu để hở này, và bên trong ống của chúng ta đang chứa một cái lượng khí màu xanh này. đấy, giả sử nhá. và cái lượng khí này của chúng ta đang được giữ ở trong ống nhờ một cái cột thủy ngân màu đỏ có cái chiều cao là h, trên nhỉ? thì đó là cái bài toán của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần phân tích như sau. Các bạn ghi cho thầy cái dấu sao tiếp theo là phân tích này. Vậy bây giờ thầy sẽ có một câu hỏi đặt ra cho các em như sau. Bây giờ trong ống thủy tinh của chúng ta nó sẽ chứa bao nhiêu loại áp suất tất cả? Nào các bạn thử uh, suy nghĩ cho thầy. Đó, thử suy nghĩ cho thầy nhé. Trong ống thủy tinh bây giờ nó sẽ có những loại áp suất nào? Nào suy nghĩ đi thì bây giờ ta phân tích thôi bạn thấy là ở trong ống thủy tinh này sẽ có 3 phần đầu tiên phần này là phần chứa khí này tiếp theo là gì đây thủy ngân này đúng không và bên trên này của chúng ta là không khí thì bây giờ ở trong cái ống của chúng ta nó sẽ chứa 3 loại áp suất tất cả áp suất đầu tiên của chúng ta chính là áp suất của chất khí Đấy, ghi chữ p khí nhá tiếp theo của chúng ta là áp suất của thủy ngân đó bạn nhớ là thủy ngân của chúng ta nó cũng chính là một cái chất lỏng đấy đúng không thì đây chính là áp suất của thủy ngân này thầy kiểu là phg nhá và tiếp tục phần bên trên này của chúng ta thì nó là khí quyển nên nó sẽ có một cái áp suất ở phía trên này đó chính là áp suất khí quyển ở cái đầu hở ấy đấy thì các bạn nhớ thầy nhá ở đây trong ống thủy tinh của chúng ta nó sẽ chứa ba loại áp suất tất cả đấy thì các bạn cũng phải làm như thầy phải vẽ vào trong vở của ta như thế này để chưa nhỉ hãy nhớ là ghi phần phân tích cẩn thận cho thầy một chút nhá nào bây giờ thầy sẽ quay lại cái slide này nào các bạn ghi cho thầy. Gạch đầu dòng đầu tiên là trong ống thủy tinh xuất hiện ba áp suất. Thì các bạn nhớ là khi đã có áp suất thì nó sẽ gây ra áp lực. Tức là trong trường này chúng ta nó cũng sẽ có ba cái lực xuất hiện ở trong ống thủy tinh. Các bạn nhớ vào. Nào, rồi cộng đầu tiên. Áp suất của chất khí thì sẽ gây ra cái lực là ép khí giúp cho chất khí thoát ra bên ngoài. Xu hướng của chất khí là lúc nào nó cũng muốn thoát ra bên ngoài. Đấy, các bạn lưu ý vào nhưng mà nó bị cái mức thủy ngân nó đè xuống Đó, hiểu vấn đề bài toán nhá áp suất của chất khí gây ra lực ép khí giúp chất khí thoát ra ngoài dấu cộng tiếp theo là áp suất của thủy ngân thì thầy sẽ ký hiệu là phg nó sẽ gây ra lực h lực fh fh ở đây nó chính là lực do cái gì đây do áp suất thủy ngân gây ra được chưa? và bạn nhớ cho thầy là nó sẽ tác dụng lên các chất khí ở bên dưới nó nhớ là làm nổi bật cho thầy cái chữ bên dưới nhá áp suất của Thủy Ngân gây ra lực FH tác dụng lên các chất khí ở bên dưới nó dấu cộng thứ ba của chúng ta ở đây đó chính là áp suất khí quyển thì áp suất khí quyển chúng ta sẽ ký hiệu là chữ P0 và ở đây nó sẽ gây ra cái lực F0. Được chưa? Và giữ không cho chất khí thoát ra bên ngoài. Các em lưu ý vào thầy nhá, vì rõ ràng là cái ống thủy tinh của chúng ta một đầu nó hở. Nên rõ ràng là bên phần đầu hở đó nó sẽ có cái gì đây nó sẽ có không khí đi vào. Và khi đó nó sẽ có một cái áp suất của khí quyển là P0 và khi đó nó sẽ gây ra cái lực F0 và giữ không cho chất khí thoát ra bên ngoài. Thì đó chính là cái phần phân tích của chúng ta. Đấy, các bạn ghi cẩn thận cho thầy nhá. Ờ, ghi nhanh sau đó chúng ta sẽ chuyển tiếp này tiếp theo thì chúng ta sẽ xét về cái áp suất của cái cột thủy ngân này thì bây giờ bạn ghi cho thầy cái cách đầu dòng tiếp theo nhá ta xét áp suất do cột thủy ngân có chiều cao là h gây ra cho chất khí thì các em nhớ là thủy ngân của chúng ta thì nó là chất lỏng thì nó sẽ liên quan đến cái áp suất của cái chất lỏng Đấy. thì bây giờ chúng ta ngồi nghe thầy phân tích một chút xíu này Ở đây chúng ta sẽ có một cái biểu thức để chúng ta rút ra luôn khi chúng ta làm bài tập nhé Được chưa nhỉ? Đây, các bạn cùng tập trung lên trên màn hình với thầy một tí xíu này Nào, thì các em nhớ là áp suất của chất lỏng chúng ta học từ lớp 10 rồi Thì được tính bằng gì đây? Bằng Rho nhân g kem nhân với cả h đúng chưa? Trong đó Rho ở đây của chúng ta thì nó là cái khối lượng riêng của chất lỏng thì trong trường này thì các bạn lưu ý cho thầy là chúng ta đang xét thủy ngân thì cái khối lượng riêng của thủy ngân thì chúng ta sẽ có con số đó chính là bao nhiêu đây 13.600 được chưa kg các bạn chia cho mét khối đấy các bạn lưu ý cho thầy một chút xíu nhá cái này ngồi nghe thôi không cần phải viết vào Nhớ hộ thầy là cái khối lượng riêng của thủy ngân là 13.600 kg trên mét khối. Vậy bây giờ thì thử tính xem là cái áp suất của cột thủy ngân này gây ra sẽ là bao nhiêu. Và thầy sẽ lấy hạt chiều cụ thể ví dụ như. Bây giờ thầy cho cái chiều cao của cột thủy ngân của chúng ta là khoảng 10 mm đi. Đó. 10 mm nhá. Nào bây giờ thầy tính áp suất này. Áp suất do cột thủy ngân này tác dụng lên nó sẽ là bao nhiêu này. Thì thầy thay số vào nhá. Thì bạn sẽ có ngay này là khối lượng riêng thì vừa nói rồi sẽ là bằng 13.600 này đúng chưa các bạn nhân g là đây ta lấy là 10 đi h ở đây thì các bạn lưu ý là ở đây chúng ta tính ra đơn vị chuẩn là pascal thì thằng h này các em phải đổ cho thầy từ mm ra gì đấy từ mm các bạn đổ cho thầy ra gì để ra mét nhá đúng chưa thì từ mm các bạn đổi ra mét thì bạn nhân thêm cho thầy 10 mũ trừ 3 vào nào thì em cầm máy tính lên bấm cho thầy xem con số này nó ra bao nhiêu đây nào nhân 10 này nhân với cả 10 nhân 10 mũ trừ 3 thì bây giờ bạn tìm ra ở đây nó sẽ rơi vào 1360 Pascal đúng chưa và bạn lưu ý là áp suất của chúng ta ngoài đơn vị là Pascal ra thì nó có rất là nhiều đơn vị khác như atm này được chưa và nó có cả đơn vị là cm thủy ngân mm thủy ngân cũng có đấy các bạn phải chú ý vào thầy nhá nào bây giờ thầy sẽ đổi thử cái thằng 1360 Pascal này sang đơn vị là mm thủy ngân Xem ở đây nó sẽ có đơn vị như nào nhá Nó có giá trị bằng bao nhiêu này Thì bây giờ các bạn cùng nhìn lên trên màn hình với thầy Để thầy để cái máy tính lên này Đây các bạn lưu ý nhá Chúng ta đang có này Đây chúng ta muốn đổi đơn vị nhá Thì chúng ta ấn ship này 8 này Chúng ta vào cho thầy cái đơn vị áp suất một chút xíu là hai này thì ở đây của chúng ta nó đang có đổi từ Pascal ra mm thủy ngân đúng không thì bây giờ ấn vào thể số 4 này đây đổi từ pascal ra mm thủy ngân thì bây giờ chúng ta đang có 1360 pascal muốn đổi ra mm thủy ngân ấn mức phát dấu bằng đúng chưa thì ở đây kem bấm ra cho thầy nó chính là sấp xỉ 10,2 mm thủy ngân đấy đúng chưa thì bây giờ các bạn lưu ý cho thầy này ở đây rõ ràng là cái cột thủy ngân của chúng ta các bạn lưu ý vào nhá các bạn tập trung đây thầy một chút xíu này. Cột thủy ngân của chúng ta đang có cái chiều cao là gì đây? Là 10mm. Thì cái áp suất do cột thủy ngân đó nó gây ra cho chất khí ở bên dưới là 10,2mm thủy ngân. Lên trong tình huống này khi làm bài tập chúng ta sẽ lấy luôn áp suất của cột thủy ngân gây ra. Thì nó chính là bằng chiều cao của cột thủy ngân luôn. Ví dụ như người ta cho các em là chiều cao của thủy ngân là 10mm. Thì áp suất nó gây ra là 10mm thủy ngân. Còn nếu người ta cho các em là chiều cao cột thủy ngân là bao nhiêu? Là 50. Được chưa? cm thủy ngân thì áp suất nó gây ra cũng chính là người người ta cho chiều cao nhá. Chiều cao là 50 cm. Đó, thì áp suất của cái cột thủy ngân nó gây ra nó cũng chính là 50 cm thủy ngân. Các bạn chú ý vào thì nó là một cái điều kết luận rất quan trọng để chúng ta còn làm bài tập nhá. Được chưa nhỉ? Thì bây giờ thầy sẽ quay lại slide này thì các bạn ghi cho thầy chúng ta suy ra là p của thủy ngân áp suất của thủy ngân chính là bằng chiều cao h luôn đấy các bạn lưu ý vào các em nhớ bộ thầy nhá ta xét áp suất do cột thủy ngân có chiều cao là h gây ra cho chất khí ở bên dưới nó thì khi đó cái áp suất nó chính là bằng chiều cao của cột thủy ngân luôn để chơi nhỉ thì đó là cái phần phân tích nhá nào, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển cho thầy sang đến cái phần phương pháp này. Ở đây của chúng ta thì sẽ có tổng cộng là 5 trường hợp tất cả này. Trường hợp đầu tiên chúng ta xét ống đặt thẳng đứng và đầu hở ở phía trên thì các bạn nhớ cho thầy là trong ống thủy tinh của chúng ta đang có 3 lực tất cả và thầy sẽ đưa bài toán này về bài toán tổng hợp lực chúng ta học ở lớp 10 cho nó đơn giản và nó quen thuộc thì các em phải nhớ là điều kiện cân bằng của vật là tổng hợp lực tác dụng vật phải bằng không đúng không vậy bây giờ thì thầy sẽ phân tích xem là chiều của ba lực nó sẽ có đặc điểm như thế nào đầu tiên đó là lực do áp suất của chất khí nó sinh ra thì các em nhớ là chất khí nó luôn có xu hướng muốn thoát ra khỏi bình mà muốn thoát ra khỏi bình là phải thoát ra ở cái đầu để hở lên cái lực do áp suất của chất khí gây ra nó sẽ có cái xu hướng là hướng về đầu để hở các bạn phải lưu ý cho thầy điều này vào nhá lên bây giờ các bạn sẽ vẽ cho thầy cái lực do áp suất khí gây ra thì cái chiều của nó phải hướng về đầu để hở này đấy các bạn chú ý vào nhớ kỹ nhá lực do áp suất của chất khí gây ra nó luôn có xu hướng hướng về cái đầu để hở của ống này được chưa tiếp tục đó chính là lực do áp suất thủy ngân gây ra thì bạn nhớ là áp suất của thủy ngân nó luôn gây ra đối với các chất khí ở bên dưới của nó nên chiều của lực do áp suất thủy ngân gây ra nó sẽ có xu hướng là hướng xuống dưới, thẳng đứng hướng xuống dưới. Được chưa? Đấy thì bạn ghi vẽ tiếp vào thầy nhá. Đây là chiều của lực do áp suất thủy ngân gây ra. Tiếp theo là cái lực do áp suất khí quyển gây ra thì các em nhớ là khí quyển nó luôn có xu hướng là muốn giữ cho các cái chất khí nó không thoát ra khỏi gì đấy khỏi cái bình thủy tinh của chúng ta đúng không thì cái lực do áp suất khí quyển gây ra thì lúc nào nó cũng có cái xu hướng là nó hướng về cái đáy của bình để nó giữ cho các cái chất nó luôn nằm ở trong cái bình thủy tinh đấy các bạn nhớ vào nhá lên cái lực do áp suất khí quyển gây ra nó luôn có chiều hướng về đáy của cái bình thủy tinh các bạn nhớ vào thầy Vậy đây thầy sẽ có tiếp như sau. Đấy, các bạn nhớ là phải vẽ vào cùng thầy nhé. Nào, thì bây giờ các bạn sẽ thấy cho thầy là ở cái điều kiện cân bằng. Được chưa? Thì bây giờ các bạn thấy là cái lực do áp suất của khí tạo ra nó sẽ cân bằng với hai lực ở phía trên này. Đấy, bạn nhìn cái chiều cái biết ngay đúng không? Vậy bây giờ thì thầy sẽ biểu diễn về vấn đề cân bằng lực trước này. Vậy đến đây ta có nhá Ta có này. Thì các bạn nhớ thầy là ép khí Đúng chưa Thì ở đây sẽ được tính bằng gì đây Nó bằng tổng hai lực còn lại Nó chính là F0 là lực do khí quyển tạo ra Cộng với cả FH là lực do áp suất của thủy ngân gây ra Đúng chưa Sau đó thì thầy sẽ chia đồng thời cả hai vế cho cái diện tích Đúng chưa Thì bây giờ bạn thấy ngay là Nếu chúng ta lấy lực do chất khí sinh ra Mà chia cho cái diện tích ở đây của chúng ta Thì nó sẽ ra áp suất của chất khí nhá Đúng chưa? Tiếp tục chúng ta lấy lực do khí quyển chia cho diện tích thì ra áp suất của khí quyển P0. Các bạn lấy FH là lực do áp suất thủy ngân gây ra chia diện tích thì bạn sẽ ra cho thầy đó chính là áp suất của thủy ngân là PH. Đúng chưa? Mà thầy nói rồi PH ở đây thì bạn thay luôn bằng H cho thầy. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái điều như sau. Trong tình huống này thầy có là áp suất của chất khí chính là bằng áp suất của khí quyển P0 cộng với cả H đấy các bạn chú ý vào nhé, thì đây là trường hợp đầu tiên của chúng ta, lưu ý vào. và mỗi một trường hợp thì các bạn phải vẽ lại chiều các lực cho thầy. được chưa? đây là trường hợp đầu tiên. Đấy, các bạn nhớ là trong tình huống là ống đặt thẳng đứng và đầu hở ở phía trên thì khi đó áp suất của chất khí sẽ được tính bằng áp suất của khí quyển cộng với cả h. H ở đây nó chính là áp suất của cái cột thủy ngân được chưa nhỉ? Nào, tiếp theo đến cái trường thứ hai của chúng ta là ống đặt thẳng đứng và đầu hở thì ở phía dưới này. Thì bây giờ bạn lại vẽ thầy các lực vào. Thì các em phải nhớ thầy là cái lực do áp suất của chất khí gây ra lúc nào nó cũng hướng về cái đầu để hở. Thì thầy có này. Đây là lực do chất khí sinh ra nhá. Tiếp theo là cái thủy ngân của chúng ta thì bạn nhớ cái lực do áp suất thủy ngân gây ra lúc nào nó cũng có chiều hướng thẳng đứng xuống dưới. Được chưa? Vì nó sẽ tác dụng lên các cái gì đây? Các cái chất ở bên dưới nó. Đấy, các bạn chú ý vào. Đúng chưa? Và cuối cùng đó là cái áp cái lực do áp suất của khí quyển gây ra. Thì nói rồi, khí quyển luôn muốn giữ cho các chất ở bên trong bình thủy tinh. Nên cái lực do áp suất khí quyển gây ra lúc nào nó cũng hướng về cái đáy của cái bình này. Đấy, các bạn vẽ vào thầy nhá. Thì đây thầy có là sao? Đấy thì đây nó chính là cái trường hợp thứ hai của chúng ta thì các em thấy là trong trường hợp này của chúng ta thì lực do khí quyển sinh ra nó sẽ cân bằng với hai lực còn lại đấy đúng chưa vậy bây giờ thầy sẽ có như sau này ta có ở cái điều kiện cân bằng thì rõ ràng trong tình huống này thì f 0 của chúng ta sẽ được tính bằng lực do chất khí sinh ra cộng với cả gì đây cộng với cả lực do cái thủy ngân gây ra là fh đấy rõ ràng bạn thấy ngay trong hình ngúng này bạn thấy không chất khí nó đang giữ cho hai thằng này nó không thoát ra khỏi bình thì rõ ràng lực của nó phải bằng tổng hai thằng cộng lại đúng không ta sẽ phân tích theo bài toán tổng hợp lực cho nó dễ này sau đó thì các bạn sẽ chia đồng thời cả hai vế cho cái diện tích cho thầy và đây ta coi như cái bình thủy tinh này chúng ta nó có tiết diện đều đúng không thì F 0 các bạn chia cho cái tiết diện đúng không cái diện tích ấy thì nó chính là bằng P không F khí các bạn chia cho thì nó sẽ bằng áp suất của chất khí thằng FH các bạn chia ra diện tích thì ở đây các bạn có ngay nó chính là bằng áp suất của gì đây của cái bình thủy à, của cái cái gì thì của cái thủy ngân nhá để chưa nhỉ đấy thì đến đây các bạn đã rút ra được ngay cho thầy là áp suất của chất khí trong trường này thì các bạn sẽ lấy áp suất của khí quyển các bạn trừ đi H các bạn chú ý vào nhá thì đây nó là cái trường hợp thứ hai Đấy, chú ý vào, nốt lại cẩn thận thầy nhá. Trong trường này thì áp suất của chất khí sẽ được tính bằng áp suất của gì đây? của không khí, hay chính là của khí quyển trừ đi h. Các bạn phải nhớ vào. Nào, trường tiếp theo của chúng ta này. Là đầu hở của chúng ta ở phía trên nhưng mà ống của chúng ta thì không được đặt thẳng đứng nữa mà ống của chúng ta đặt nghiêng một góc alpha so với phương ngang. Đấy, cái trường này của chúng ta sẽ khó hơn một chút này. Thì bây giờ các bạn nghe thầy phân tích một tí xíu nhá. Đây cái này của chúng ta là phương ngang này. Được chưa? Thì ống đặt nghiêng một góc so phương ngang. Thì thầy giả sử cái góc này của chúng ta nó là góc alpha này. Đấy. Nào thì bây giờ chúng ta lại phải vẽ cho thầy các cái lực tác dụng lên thôi đúng không? Thì bây giờ chúng ta nhớ là chất khí thì cái chiều của nó luôn hướng về đầu để hở này. Đúng chưa? Thì thầy sẽ có lực đầu tiên là ép khí. Nó như thế này. Đấy, chú ý vào thầy nhá được chưa nhỉ? Tiếp theo đối với cái thằng thủy ngân này thì thầy nói rồi, các bạn lưu ý là thủy ngân nó luôn tác dụng lực theo phương thẳng đứng hướng xuống. Được chưa? Thì trong tình huống này của chúng ta, thầy sẽ vẽ tiếp cái gì đây? Cái áp suất của cái gì nhỉ? Cái lực do thủy ngân tác dụng lên nhá thì cái xu hướng của nó như thế này. Nó luôn thẳng đứng xuống dưới. Đấy, các bạn chú ý vào thầy nhá, để chưa nhỉ? Đây thầy sẽ vẽ vào cho các bạn xem này. Được chưa? nào tiếp theo đối với cái gì đây đối với khí quyển của chúng ta thì cái xu hướng của nó là luôn hướng về đáy đúng không thì cái lực do khí quyển tác dụng lên nó sẽ có cái chiều như này hướng về đáy đấy thì các bạn nhớ là trường hợp này vì sao nó khó hơn vì các em thấy là trong tình huống này của chúng ta thì các lực nó chưa cùng phương này các em thấy là ở tình huống hai tình huống ban đầu thì các lực của chúng ta đang cùng phương với nhau rồi nhưng mà trong trường hợp này của chúng ta thì các lực chưa cùng phương thì chúng ta phải làm một thao tác là phân tích lực cho thầy. Đấy các bạn nhớ nhá. Cái phần phân tích lực này nó rất là đơn giản của lớp 10 mà, đúng không? Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Thì bây giờ các bạn cùng tập trung để nghe thầy phân tích một chút xíu nhá, xem ở đây chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào này. Thì các em để ý với thầy một chút nhá. Trong ba lực này của chúng ta thì đang có hai lực cùng phương với nhau rồi, đó là lực do áp suất của chất khí gây ra và lực do áp suất của khí quyển gây ra thì hai lực này đều đang có phương của ống thủy tinh rồi. Được chưa? Vậy bây giờ thầy chỉ cần phân tích nốt cái lực do thủy ngân gây ra theo cái phương của ống thủy tinh là xong. Thì bây giờ thầy sẽ tạo ra cái phương của ống thủy tinh này. Các bạn cùng tập trung đây với thầy nhá. Bằng cách thầy kẻ một đường thẳng song song như này. Đây chú ý vào thầy một chút nhá. Đó sau đó thì thầy sẽ vẽ riêng cái lực do thủy ngân gây ra. Đây thầy sẽ vẽ ở đây nhé. Đây của chúng ta thì nó chính là Fh này. Đấy, và góc này của chúng ta thì nó là góc alpha này đúng không? nào thì bây giờ thầy sẽ chiếu cái lực này theo phương của ống thủy tinh là xong, đúng chưa? Thầy sẽ kéo dài xuống một chút nhé là từ cái đầu mũi tên thì dạy rồi cái này là phương pháp của lớp 10 từ đây thầy muốn chiếu nó theo phương ống thủy tinh thì hạ vuông góc xuống đúng chưa vậy đến đây thầy có như sau hạ vuông góc xuống này đấy sau đó thì đây nó chính là cái thành phần chúng ta xét này chưa các lực chưa cùng phương thì chúng ta phải chiếu theo một phương thôi đúng không đấy các bạn chú ý vào thầy nhá thì đây nó chính là thằng F thằng lực do cái áp suất thủy ngân gây ra nhưng mà chúng ta sẽ chiếu theo phương của ống thủy tinh thì bây giờ thầy hỏi các em một câu là cái cạnh màu xanh này các bạn sẽ tính nó như thế nào? Thì bây giờ thầy sẽ gọi cái góc này của chúng ta là góc alpha 1 nhá. Các bạn ngồi nghe thầy phân tích một chút xíu này. Được chưa? Đây cái này là alpha 1 này. Đấy, nó hơi nhỏ nhỏ một chút nhá. Các bạn nhìn này góc này của chúng ta đây nó đặt là alpha 1 nhá. Được chưa? Vậy bây giờ thằng FH bây giờ thầy chiếu lên chúng ta tính như nào? Thì bây giờ thầy sẽ có như sau. Đây đến đây thầy suy ra nhá. Thầy viết ở trên này này. Nào, thằng FH này thì chiều lên thì gọi là FH phẩy đi đúng chưa? Đây thằng này là FH phẩy này. Đấy, chú ý vào. Thì bây giờ cái cạnh này của chúng ta thì bạn tính như nào? Thì bây giờ bạn sẽ lấy cho thầy là FH đúng chưa? Các bạn nhân cốt góc này cho thầy. Mà cốt góc này của chúng ta chính là cốt alpha một. Vậy đến đây thầy sẽ có như sau bằng FH kem nhân với cả cốt alpha một. Nhưng bây giờ chúng ta phải quy về góc alpha cơ Thì các em thấy là rõ ràng là trong tình huống này Alpha cộng alpha 1 thì bằng 90 độ Đúng không? Thì bây giờ ta có tiếp như sau Đây các bạn chú ý này Đến đây các bạn nhớ là vì này Alpha cộng alpha 1 bằng 90 độ Lên các em nhớ là hai góc cộng với nhau bằng 90 độ Thì đến đây các bạn suy ra được ngay là cốt alpha 1 Chính là bằng sin của alpha Đấy các bạn chú ý điều này vào thầy nhé được chưa nhỉ? Đấy và từ đó thì chúng ta sẽ có ngay được cái lực gì đây, cái lực F, FH phẩy tính như nào đây? Nào đây, đây các bạn suy ra thầy là FH phẩy. Đúng chưa? Thì bây giờ sẽ được tính bằng FH kèm nhân với cả sin alpha. Đấy, các bạn chú ý vào. Thì chúng ta đã hoàn thành xong cái phần phân tích lực. Thì bây giờ các bạn nhìn cho thầy vào ba cái chiều ba lực. Đầu tiên là lực do chất khí sinh ra đúng không? Đây là lực do khí quyển và đây là lực do áp suất của thủy ngân gây ra. Thì các bạn thấy là trong tình huống này của chúng ta thì lực do chất khí sinh ra nó sẽ phải cân bằng với lực do khí quyển và lực do áp suất của thủy ngân gây ra. Đấy các bạn chú ý vào. Được chưa? Còn không hiểu nữa thì bạn vẽ thầy chiều vào. Bây giờ bạn nhìn này, cái lực do chất khí sinh ra thì nó có cái chiều hướng lên phía trên như này. Thì đây nó là lực do chất khí sinh ra này. Đấy, các bạn nhớ vào đây là ép khí nhá. Thì bạn vẽ thêm vào thầy là hiểu ngay vấn đề này. Đây. Đây là ép khí này. Đúng chưa? Cái này nó hơi khó một chút đấy nhá. Tiếp tục bạn nhìn cho thầy cái khí quyển này. Đó lực do khí quyển gây ra nó sẽ có chiều như này. Đấy, bạn thấy không? Đúng chưa? Thế giờ bạn có tiếp này đây, thầy vẽ đây nha, nó hơi bị đây, vẽ một cái mũi tên thôi giả sử như này đúng không thì rõ ràng các em thấy là cái thằng này của chúng ta nó phải cân bằng với hai thằng ở phía dưới này hiểu vấn đề không đấy thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái biểu thức để đây ra rút ra biểu thức này thì các bạn nhớ thầy là ta có này nào bây giờ ép khí của chúng ta thì sẽ được tính bằng f không em cộng với cả f phẩy h đúng không? fh phẩy đúng không mà fh phẩy đây các bạn thay cho thầy bằng fh các bạn nhân với cả sin alpha Ok chưa? Sau đó thì bây giờ các bạn chia cho thầy đồng thời cả hai vế cho cái diện tích đúng không? Thì bây giờ cái lực do khí sinh ra áp suất của khí sinh ra mà bạn chia cho cái diện tích thì bạn ra ngay là áp suất của chất khí. Đấy, các bạn chú ý vào F0 các bạn chia cho S thì bạn ra ngay là áp suất của khí quyển. Đúng chưa? Cộng tiếp. Bây giờ bạn lấy FH các bạn chia cho S thì bạn ra ngay áp suất của thủy ngân. Mà áp suất của thủy ngân ở đây là H thì bạn thay vào là H. Các bạn nhân với cả sin alpha. Ok chưa? Đấy, các bạn chú ý vào thầy nhá, rất quan trọng luôn. Cái này là khó hơn đấy nhá. Vậy trong trường hợp đầu để hở ở phía trên và ống của chúng ta đặt nghiêng so với phương ngang một góc là alpha thì khi đó cái áp suất của chất khí của chúng ta sẽ được tính bằng áp suất của khí quyển các bạn cộng với cả h nhân sin alpha. Được chưa? Nào, tiếp theo Đến trường hợp thứ tư của chúng ta là đầu hở thì ở phía dưới và ống của chúng ta cũng đặt nghiêng so với phương ngang một góc là alpha, đúng chưa? Thì bây giờ các bạn lại phân tích cho thầy một chút xíu này. Thì bây giờ đến cái trường hợp này thì nó sẽ dễ hơn rồi vì gần như là chúng ta sẽ lấy kết quả của ngày ta phân tích luôn để cho nó nhanh này. Được chưa? Đấy, thì cái góc này của chúng ta đang là góc alpha này. nào bây giờ thì các sẽ vẽ thầy cắt lực vào thì bây giờ chúng ta sẽ có lực do áp suất của chất khí gây ra thì lúc nào nó cũng có xu hướng hướng ra đầu để hở đây đúng chưa lực do gì lực do khí quyển sinh ra thì luôn có cái chiều hướng về đáy được chưa tiếp tục là trong tình huống này của chúng ta thì cái lực do gì đây do cái thằng thủy ngân gây ra nó luôn có xu hướng thẳng đứng xuống dưới như này đấy thật ra thì nó vẫn giống chiều bên này kia thôi nhưng mà bạn để ý thầy một chút xíu là trong cái trường hợp này thì rõ ràng là lực do khí quyển sinh ra nó sẽ phải cân bằng với hai thành phần này. Đúng chưa? Thì bây giờ thầy sẽ làm tắt luôn một chút nhá. Vì rõ ràng là cái thành phần này của chúng ta khi chúng ta chiếu lên cái phương của ống thủy tinh thì nó vẫn là bằng FH nhân sin alpha. Đấy, có hình dung vấn đề nhá. Vậy bây giờ đến đây thì thầy sẽ có như sau. Đấy, may mà chúng ta có phần trên rồi đây ta có này trong tình huống này của chúng ta thì các em nhớ bộ thầy là F0 đây thầy viết trên này nhá bên trên này này đến đây là điều kiện cân bằng này đây bên này ta có này F0 của chúng ta ở đây thì sẽ được tính bằng lực F khí các bạn cộng với cả FH phẩy Đó, đúng chưa? Thì bây giờ các bạn suy ra được ngay cho thầy là F khí của chúng ta Thì các bạn sẽ lấy F0 Các bạn trừ đi FH phẩy mà fh phẩy của chúng ta ở đây của chúng ta là gì đây nó chỉ là bằng fh các bạn nhân với cả sin alpha đúng chưa à, fh nhé kem nhân với cả sin alpha cho thầy sau đó bạn chia đồng thời cả hai vế cho cái diện tích cho thầy thì ở đây chúng ta còn lại là áp suất của khí này f0 chia cho thì nó sẽ là bằng áp suất khí quyển là p0 fh chia cho s thì bạn ra là h kem nhân với cả sin alpha thì đây nó chính là cái trường hợp đầu để hở phía dưới và ống đặt nghiêng một góc alpha so với phương ngang. Chốt cho thầy công thức nhá. Ok chưa? Đấy, các nhớ vào. Nào, trường hợp cuối cùng của chúng ta là ống nằm ngang. Ống nằm ngang ở đây thì nó sẽ có cái đặc điểm như thế nào nhỉ các bạn ơi? Thì chúng ta lại vẽ cho thầy lực vào thôi, đúng không? Thì lực đầu tiên là lực của chất khí thì lúc nào nó cũng hướng ra cái đầu để hở này Thì bạn vẽ được ngay đúng chưa? lực tiếp theo là lực do khí quyển tác dụng lên thì lúc nào nó cũng sẽ có xu hướng là hướng về cái đáy của cái bình này này, đấy, được chưa? thì đây có đây nó chính là ép do khí sinh ra nhé, khí quyển đấy, được chưa? và bây giờ đối với cái thằng thủy ngân thì sao thì nói rồi thằng thủy ngân nó chỉ tác dụng áp suất lên các chất ở phía dưới nó thôi thì cái lực do áp suất thủy ngân gây ra nó sẽ có xu hướng là hướng xuống dưới thẳng đứng xuống dưới trong tất cả các trường hợp nó đều là thẳng đứng xuống dưới thầy được chưa đây vậy thầy có sao đấy thì các bạn lưu ý cho thầy là trong trường này thì cái phương của cái lực do áp suất thủy ngân sinh ra nó sẽ vuông góc với hai thằng này và khi chúng ta chiếu lên học rồi nếu mà lực vuông góc với cái thành phần ta đang xét lên thì khi ta chiếu lên nó sẽ bằng không Tức là trong tình huống này của chúng ta thì độ lớn của hai lực này nó sẽ cân bằng với nhau thôi. Đấy. Vì thằng này khi chúng ta chiếu theo phương của ống thủy tinh thì nó bằng không mà, đúng không? Vì nó đang vuông góc. Đấy, các bạn chú ý vào. Vậy đến đây thì các bạn đã suy ra thầy là trong trường hợp ống của chúng ta đặt nằm ngang thì đến đây chúng ta sẽ có như sau. Các em nhớ là F khí nó sẽ bằng F0. Và đến đây các bạn suy ra chia đồng từ hai về cho S thì bạn có ngay là áp suất của khí. Nó chính là bằng áp suất khí quyển luôn. Đấy, chú ý vào thầy nhá. Đó là trường hợp ống của chúng ta đặt nằm ngang, được chưa? Đấy, các bạn lưu ý vào. Thì đây đó là cái ba cái trường hợp của chúng ta. Ok chưa? Đấy, thầy nhắc lại một chút nhá. Các bạn lưu ý là khi chúng ta làm bài tập thì chúng ta không cần phải chứng minh lại cái này đâu. Chúng ta chỉ cần nhớ thời cái... kỳ cái kết quả về áp suất tôi đối với cái ống đặt thẳng đứng và và gì đây và đầu hở phía trên thì áp suất của khí được tính bằng p 0 cộng h đấy các bạn chú ý vào còn đầu để hở ở phía dưới thì là ép khí bằng p 0 trừ h đấy các bạn chú ý vào và các bạn hiểu đến đây này nếu mà đầu để hở phía trên thì bao giờ cũng sẽ xảy ra dấu cộng này các bạn thấy không bạn nhìn nhá đây bạn nhớ là đầu để hở phía trên này đây đều xảy ra là dấu cộng hết Đấy, các bạn chú ý vào. Được chưa nhỉ? Đấy, lưu ý vào thầy một chút nhá. Nào và thật ra đến đây thì chúng ta sẽ có một cái cách nhớ nho nhỏ này. Đây thầy sẽ viết ở đây nhá. Thầy sẽ dạy các bạn một cái mẹo nhớ nho nhỏ như sau. Đây, thầy sẽ viết đoạn này nhá. Một cái chú ý nho nhỏ này. Đấy, để các bạn làm bài tập nó nhanh hơn. Và cái này sẽ áp dụng cho ba cái trường hợp đầu bốn trường hợp đầu tiên chúng ta. Được chưa? Đây các bạn có thể ghi thêm một thầy cái này vào một cái note này. Một cái chú ý nhá. Nào thì bây giờ thầy sẽ đưa ra cái trường tổng quát cho các em như sau. Các em nhớ cho thầy là trong trường này thì áp suất của chất khí nó sẽ được tính bằng áp suất của khí quyển P0 cộng hoặc trừ được chưa? H kem nhân với cả sin alpha. Đấy. Các bạn cứ viết đi sau đó thầy sẽ phân tích cho các em hiểu này. Đây thì các bạn lưu ý cho thầy là nếu đầu để hở ở phía trên thì các bạn sẽ lấy cho thầy là dấu cộng. Đúng chưa? Còn nếu mà đầu để hở ở phía dưới thì các bạn lấy cho thầy dấu trừ. Còn trong trường hợp mà ống đặt thẳng đứng thì rõ ràng là cái góc alpha là bao nhiêu đây? Ống mà đặt thẳng đứng. Đúng chưa? Thì đây là cái ống này. Và đây là phương nằm ngang thì các bạn nhớ là cái góc alpha này của chúng ta nó là góc hợp bởi cạnh ống và cái phương nằm ngang. Thì ống đặt thẳng đứng thì rõ ràng là cái góc của chúng ta ở đây nó là 90 độ. Mà rõ ràng là sin 90 của chúng ta thì bằng 0 Đấy các bạn chú ý vào Đúng chưa Thì rõ ràng là xin lỗi nha Sin 90 bằng 1 Sin 90 bằng 1 Thì rõ ràng khi đó nó sẽ ra ngay ở hai cái trường đầu tiên Đúng không Đấy hình dung vấn đề không Các bạn nhớ thầy thì nói lại lần nữa này Nếu ống đặt thẳng đứng Đúng chưa Thì góc alpha của chúng ta bằng 90 độ mà sin 90 thì sẽ bằng 1 Đó bạn nhớ nhá, Sin 90 thì bằng 1 này thì rõ ràng nó chính là hai trường đầu của chúng ta luôn. Và các em phải nhớ là đầu để hở ở phía trên thì các bạn sẽ lấy P0 cộng, đúng chưa? Còn nếu mà đầu để hở ở phía dưới thì bạn sẽ lấy P0 trừ. Các bạn phải lưu ý cho thầy cái mẹo này để các bạn làm bài tập cho nó nhanh hơn, được chưa nhỉ? Đấy, các bạn chú ý vào nhá. đấy thì đó là cái phần phương pháp của chúng ta nhá bây giờ thì các bạn hãy cùng thầy chuyển sang các ví dụ này thì nói cái này là không phải là dễ đâu nhá đấy, các bạn lưu ý vào thầy bao giờ thầy cũng dạy các em cái phần phương pháp nó rất là kỹ này bây giờ các bạn chuyển cho thầy sang các cái ví dụ này để có một cái quả học tập như mong muốn thì các em còn chần chừ gì nữa hãy về tìm lý thầy quân để có thể trải nghiệm học với toàn bộ bài giảng đầy đủ nhất chất nhất ví dụ 1 này các bạn nốt lại đề bài ví dụ 1 cùng với thầy nhá trong một ống nhỏ dài tiết diện đều một đầu kín một đầu hở lúc đầu thì ống đặt thẳng đứng và miệng ống ở phía trên trong ống về phía đáy có một cột không khí với chiều dài là 30 cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng một cột thủy ngân có chiều dài là 15 cm thì ở trong phần phương pháp thì nói rồi khi cột thủy ngân có chiều dài là 15 cm thì áp suất của thủy ngân sẽ là 15 cm thủy ngân Thấy chưa nhỉ Tiếp theo đề bài cho chúng ta áp suất khí quyển là 76 cm thủy ngân này. Và coi nhiệt độ không thay đổi. Đề bài yêu cầu các em là đi tính cái chiều cao của cột không khí chứa trong ống trong các trường hợp sau. Và kết quả thì chúng ta sẽ làm tròn đến một chữ số thập phân, được chưa nhỉ? Thì câu 1 của chúng ta thì sẽ có tổng cộng là 3 ý tất cả. Ý A là ống đặt thẳng đứng và miệng ống ở dưới này. Đấy. Nào thì bây giờ các bạn bắt đầu làm cùng với thầy nhá. Thì các em lưu ý là đầu tiên chúng ta phải chỉ cho thầy ra là cái trạng thái 1 của khí là gì Thì các em nhớ là trạng thái 1 là khi chúng ta xét cái ống của chúng ta Được chưa? Đặt thẳng đứng và miệng ống đặt ở phía trên Đấy, các bạn chú ý vào Đấy, thì các bạn phải nhớ thầy ở cái phần phương pháp thì đã dạy các em rất là kỹ rồi Các em phải nhớ thầy là cái áp suất của khí này Đúng chưa? Thì nó sẽ được tính theo công thức ở dạng tổng quát Đó chính là P0 Các em cộng hoặc trừ gì đây, có nhớ không? h nhân với cả sin alpha. Đấy các bạn nhớ thì các bạn sẽ làm bài tập nó nhanh hơn. Các bạn phải chú ý cho thầy cái công thức này vào nhá. Chúng ta chứng minh rất là dài thì mới ra được công tổng quát này. Dấu cộng khi nào thì nói rồi, dấu cộng khi miệng ở trên, hiểu không? Cậu A thì kem phải nhớ là ở đây câu A chúng ta có là ống đặt thẳng đứng thì góc alpha đây chúng ta là 90 độ này. Vì góc alpha này nó là góc nghiêng của ống so với phương nằm ngang, các em phải chú ý vào thì các em nhớ là cả ba ý a b c của chúng ta thì đều xét chung ở trạng thái một đấy phải nhớ vào. nào các bạn sẽ suy nghĩ và làm từng câu một cho thầy nhá đấy còn nếu mà vẽ lực vào đây này thằng đầu tiên hướng lên này thằng thứ hai hướng xuống này thằng thứ ba ở đây thì nó hướng xuống đấy nếu bạn hiểu ra cách về lực nó như thế này đấy chú ý vào thầy Đây thì nó sẽ đại diện cho thằng P này Đây sẽ đại diện cho thằng gì đây Thằng áp suất thủy ngân này Và đây nó sẽ đại diện cho thằng gì đây Thằng áp suất khí quyển b Đấy chú ý vào Nói suy nghĩ đi Nhớ là phải dừng video lại nhá, Phải có thời gian suy nghĩ Sau đó khi các bạn làm xong rồi Thì các bạn bật video lên xem tỉnh chữa nhá vì trong cái quá trình thầy quay bài giảng thì thầy sẽ không dừng lại nhiều đâu được chưa nhỉ à, bây giờ thầy sẽ ghi trạng thái một này trạng thái một đó chính là cái trạng thái của khí ở trong đề bài đúng chưa thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau áp suất của nó là p 1 thì trong tình huống này ống đặt thẳng đứng miệng ống ở trên thì sẽ là p không kem cộng với cả gì đây cộng h đúng chưa đấy vì sin 90 bằng một mà đúng không đây mà thấy rất rõ này thằng này này Nhìn cái chiều nó bằng hai thằng này cộng lại với nhau ok chưa thì ở đây ta có được ngay này p0 chúng ta có rồi là 15 cm à p0 đây là 76 cm thủy ngân h ở đây của chúng ta có rồi là 15 đấy cầm cái tính lệnh bấm đi 76 cộng với cả 15 thì bạn ra 91 cm thủy ngân đúng không nhỉ? Đó, 91 nha cm thủy ngân này À, tiếp tục đến với thể tích Thì giờ thể tích của lượng khí tính nào đây Bạn lưu ý là thể tích bây giờ thì chúng ta sẽ lấy cái gì đây Chúng ta sẽ lấy cái diện tích được chưa Tiết diện của ống này chúng ta nhân với cả cái chiều cao của cột khí Thì ở trường đầu tiên thì chiều cao của khí đang là 30cm này à, Tức là đoạn từ đây đây là 30 nhé bạn chú ý này à, Cái này nó sẽ là 30cm nhé Đấy thì bây giờ các bạn nhớ là cái thể tích của khí ban đầu thì ở đây các bạn sẽ lấy cho thầy là S. Các bạn nhân với cả L1 cho thầy. Đấy các bạn cứ để nguyên đó thì chúng ta sẽ chỉ tiêu bớt đi đấy, đúng không? Thì các em nhớ là L1 đây các em có thể thay luôn cho thầy là 30. Các bạn nhân với cả gì đây nhân S và đơn vị của chúng ta ở đây thì bạn nhớ là chúng ta đã dùng là cm khối đấy nhá. Đấy, thì đó là trạng thái 1. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cậu A này. Chúng ta sẽ vào câu A này ống đặt thẳng đứng và miệng ống ở phía dưới đúng không? Thì bây giờ các bạn phải cho thầy xem là cái trạng thái thứ hai thì chúng ta sẽ biểu diễn cái thông số của chất khí như thế nào. Đấy. Thì nếu các em không nhớ thì các bạn vẽ hộ thầy cái hình lại. Các bạn nên nhớ là khi chúng ta học vậy chúng ta không cần học nhanh quá. Chúng ta học để chúng ta hiểu bản chất vấn đề đã, đúng không? Rồi khi đó ta làm bài thi nó mới nhanh được. Đấy. Thì đây thầy sẽ nói qua lại nhá. Các bạn vẽ lại hình một chút. Miệng ống ở phía dưới đúng không? Đấy, như thế này. Và đây thì chúng ta sẽ có ba phần tất cả. Đấy, thì bạn lưu ý bạn vẽ vào đây thôi thì rõ ràng là cái khí của chúng ta đang đứng ở phía dưới đây này thì rõ ràng là cái áp suất của nó sẽ có cái, cái lực của nó có hướng chiều hướng về đầu này hở chưa? còn áp suất thủy ngân thì làm sao đây thì nó sẽ luôn hướng xuống dưới còn ở đây cái lực do chất khí ở bên ngoài hay chính là khí quyển thì nó luôn có cái chiều hướng về đáy để nó ngăn không cho các cái chất bên trong tuột ra bên ngoài đấy các chú ý nhá thì đây là khí này khí quyển này đấy thì bây giờ bạn thấy rất rõ là thằng này của chúng ta thì sẽ được tính bằng thằng khí quyển các bạn trừ đi cái thằng gì đấy trừ đi cái thằng áp suất thủy ngân ok chưa thì đó là cái trạng thái thứ hai của chúng ta thì khi các bạn nhớ rồi bạn làm một phép mà xong thôi đây thì có trạng thái hai nhá trạng thái hai này thì bây giờ thầy có P2 thì bạn sẽ lấy cho thầy là P0 kem trừ đi H cho thầy. Đúng không? Thì bây giờ bạn lấy 76 các bạn trừ đi 15 cho thầy. 76 mà trừ đi 15 em ra là 61 cm thủy ngân đúng không? Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ có ngang V2. Thì V2 bây giờ bạn cũng lấy thầy là S các bạn nhân với cản L2. Các bạn lưu ý là cái tiết diện của ống sẽ không thay đổi nhá. Các bạn chú ý vào, được chưa nhỉ? Nào, sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng định luật Boiler để chúng ta tìm ra nốt thằng L2 này. Đó, định luật Boiler. Thì bây giờ bạn cho B1 V1 bằng B2 V2 thôi là xong. Đúng chưa? Cái khó nhất là, là cái phần phương pháp ấy. Các em phải chú ý vào thầy để xây dựng được cái biểu thức này này là chúng ta phải mất phần phương pháp và ta phải hiểu được bản chất vấn đề đúng không nhỉ nào cách số thôi p 1 ở đây các bạn tính ra rồi p 1 ở đây của chúng ta là 91 rồi v 1 đây bạn sẽ lấy cho thầy là s nhân 30 b 2 chúng ta có là 61 v 2 bạn lấy thầy là s nhân l 2 và từ đó em tìm được ra luôn cho thầy l 2 được chưa nhỉ nào em bấm đi cho thầy xin thằng L2 bao nhiêu nhớ là chúng ta chỉ làm tròn một số sau đó phẩy nhá vì đây là chúng ta sẽ làm theo hình thức là trách nhiệm gì đấy điền đáp án đấy các bạn nhớ mà thì chúng ta sẽ có là chỉ tiêu S2 về nha 91 nhân 30 chia cho 61 cho thầy thì em ra là 44,75 đúng không đây nếu mà từ máy tính em bấm ra là 44 này 44,75 cm nhưng mà nếu như thế này thì sẽ không đủ chỗ để điền nên bạn chỉ lấy tròn một số thôi là 44,8 cm đó là kết quả của chúng ta, ok chưa? Đấy, các gọi lưu ý vào nhé, không nhỉ? 44,8 cm thì đó là câu a. nào tiếp tục nhá câu b này. nào câu b đến đây thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào thầy đây? à chú nghĩa thầy một chút nha, cho thầy gỡ cho bạn câu b này. Nào, câu B này, câu B của chúng ta thì ống đặt nghiêng một góc là 30 độ so với phương ngang và miệng ống thì ở phía trên. Đấy. Nào, câu B nhá. Thì bây giờ các bạn giải quyết như nào đây? Đấy, phần phương pháp thì có hết rồi đúng không? Miệng ống ở phía trên thì chắc chắn bây giờ sẽ là cộng rồi. Các bạn cứ nhớ là miệng ở phía trên, dù đặt thẳng đứng hay dù đặt nằm nghiêng thì nó đều sẽ là bằng B0 cộng thêm. Đấy, các bạn chú ý vào nhá. Và bây giờ thì sẽ có luôn trạng thái thứ hai này trạng thái 2 nhá Thì bây giờ P2 của chúng ta thì bạn sẽ lấy cho thầy là P0 kem cộng với cả H nhân với cả sin 30 độ Ok chưa Đó, bạn chú ý vào Đúng chưa Nào, sau đó thì V2 ở đây của chúng ta thì các bạn sẽ lấy cho thầy là S nhân L2 Đấy, Sau đó bạn sẽ áp dụng nốt cho thầy boiler Mario cho trạng thái 1 và trạng thái 2 Thì các em lưu ý là cái trạng thái 1 là chúng ta sẽ sử dụng chung nhé Được chưa Đó và rõ ràng là mỗi ý a b c thì nó sẽ có một cái trạng thái hai khác nhau được chưa nhỉ nào xử lý đi thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thầy định luật boiler này ta có luôn nhá b 1 thầy có rồi thay số luôn này b 1 đây của chúng ta là vẫn là 91 này đúng chưa các bạn nhân s này nhân l là 30 này b 2 bây giờ bạn thay số thầy b 0 của chúng ta là 76 kem cộng với cả 15 kem nhân với cả sin 30 Đấy, sau đó nhân với cả S và nhân với cả L2. Đấy, cậu chú vào. Sin 30 thì cũng rất là đẹp luôn, đúng không? Vậy ở đây cậu bấm cho thầy xem là cái thằng L2 là bao nhiêu. Nào, chúng ta sẽ có là 91 nhân 30 chia cho 76 cộng 15 nhân sin 30 ở đây em sẽ ra nó sẽ vào bao nhiêu đây bạn ra là 32,69 đúng không nhưng mà bạn làm tròn một số số phẩy thì bạn sẽ lấy cho thầy là 32,7 cm thì đó là kết quả của câu B nhá 32,7 này cm đấy được chưa nhỉ? à, tiếp tục nhá để câu C câu C của chúng ta thì đề bài cho là ống đặt nằm ngang thì các bạn lưu ý là đối với ống đặt nằm ngang thì rõ ràng áp suất của thủy ngân ở đây nó không ảnh hưởng gì đến áp suất của khí đúng không? Các bạn chú ý nhá. Nào, tiếp tục chúng ta sẽ có ngay là trạng thái hai này. Đấy, các bạn lưu ý là áp suất ở đây chúng ta có ngay là B2. Thật ra trong lúc này chúng ta cũng có thể sử dụng được luôn công thức này. Công thức này là công thức quá tuyệt vời luôn. Vì các em thấy là khi ống đặt nằm ngang như này. Đây, ống đặt nằm ngang rõ ràng là góc hợp bởi ống và cái mặt phẳng nằm ngang ra bằng mấy các bạn ơi bạn nhớ là góc alpha thầy dạy các em nó là góc hợp bởi cái gì? Nó là góc hợp bởi cái ống và cái phương nằm ngang. Thì trong trường hợp này góc của chúng ta là không thì sin của không nó cũng sẽ bằng không luôn. Đó, hiểu vấn đề không? Nên nó sẽ không có thằng này này. Thì rằng là B nó bằng B0 hoàn toàn phù hợp với cái chúng ta vừa chứng minh. Hiểu vấn đề không? Đấy, có thể vẽ vào đây ống nằm ngang này. Đấy, còn hình dung vấn đề này, nó chỉ có hai cái thôi vì một thằng nó vuông góc xuống dưới nó không ảnh hưởng mà đấy bạn hình dung vấn đề nhá được chưa nào lên đây chúng ta có thể làm tổng quát như sau b 2 ở đây thì bằng b không này các bạn cộng cái gì đây cộng hoặc trừ đúng không đây thầy làm tắt cho bạn nhé cộng hoặc trừ h các bạn nhân với cả sin đúng không nhân sin và sin ở đây là xin sin không độ đấy mà sin không độ ở đây thì nó bằng không cái này chỉ còn lại b không thôi và b không là 76 mươi sáu cm ấy, thủy ngân Ok chưa? Và khi đó chúng ta sẽ có ngay là V2 thì ở đây bằng S các bạn nhân với cả L2. Được chưa? Sau đó thì các em lại tiếp tục sử dụng cho thầy định luật Boiler để bạn tìm cho thầy nốt thằng L2 ở IC. Ta có này. Nào, bây giờ chúng ta thay số nhớ thì trạng thái một chúng ta vẫn không thay đổi gì cả là 91 này. Các em nhân với cả S này. Nhân 30 này. Bên này của chúng ta là B2 là 76 nhân S và các em nhân với cả L2. Đúng chưa? Thì từ đó em bấm được ra ngay cái chiều dài của cột khí trong trường hợp ống nằm ngang sẽ là bao nhiêu nào? Nào bấm ra nhá. 91 nhân 30 chia 76 thì ở đây bấm ra là 35,92 mà chúng ta làm tròn một số sau phẩy thôi thì ta sẽ lấy là 35,9 cm. Ok chưa? Đấy. Thì đó chính là cái câu C của chúng ta nhá. Nào các em có lăn tăn gì không? Đấy và theo bài tập ở dạng khó khi bạn học chắc phương pháp rồi thì nó cũng giải quyết cũng như các ví bình thường thôi. Đúng không? Đấy thì ghi nhớ cho thầy cái này vào nhá. B thì được tính bằng B0 cộng hoặc trừ h nhân với cả sin alpha của thầy. Được chưa? Nào, tiếp tục chúng ta chuyển cho thầy sang đến cái ví dụ tiếp theo nào. Câu 2 nhá. Các bạn nốt lại đề bài câu 2 với thầy này. Một ống thủy tinh có tiết diện đều, gồm một đầu kín, một đầu hở, trong ống có chứa một cột không khí được ngăn được ngăn bởi cột thủy ngân có chiều dài là 20 cm. Thì rõ ràng bây giờ áp suất của thủy ngân chính là 20 cm thủy ngân, được chưa nhỉ? Khi ống đặt thẳng đứng miệng ở dưới thì chiều dài của không khí là 48 cm, còn khi miệng ở trên thì chiều dài của cột không khí là 28 cm và để bài yêu cầu các em đi tính câu a là áp suất của khí quyển tức là ở câu a này để bạn yêu cầu chúng ta đi tính p không và ở câu b để bạn yêu cầu các em đi tính chiều dài của cột không khí khi ống của chúng ta nằm ngang đấy nào thì cái câu hai này của chúng ta các bạn sẽ giải quyết nó như thế nào cho thầy đây Đấy, một cái trường hợp thì bạn lưu ý là trong tình huống này của chúng ta thì khi ống đặt gì đây? Ống đặt thẳng đứng miệng ở gì đây? Miệng ở dưới thì chiều dài của chúng ta là 48, miệng ở dưới tức ở đây này. Thì trong tình huống này thì cái chiều dài của khí ở đây nó sẽ là 48 này. Đấy, đoạn này là 48 cm nha. Được chưa? Còn trong cái trường hợp là miệng ở phía trên thì cái chiều dài của cột khí sẽ là bao nhiêu đây là 28 mươi thì nó là trừ bên này đây là 28 cm xử lý cái thầy đi đó, thì nhớ là thằng này luôn hướng về đầu để hở này thằng này luôn hướng xuống này còn thằng áp suất còn cái lực do áp suất của khí quyển tạo ra thì nó luôn hướng về đáy cứ nhớ nguyên tắc đó để làm được chưa Hả? Đã đưa về bài toán lực cho bạn dễ hình dung ra vấn đề nào xử lý cho thầy câu a đi nào giải quyết xong chưa B không nhá thì bây giờ bạn chỉ có thầy ra trạng thái 1 trạng thái hai đúng không nào thầy bắt đầu sẽ trình bày nhá trạng thái một này trạng thái một đây là thầy sẽ xét là ống của chúng ta đặt thẳng đứng trước nhá được chưa à, ở đây là ống thẳng đứng vào miệng ở gì đây miệng ở gì đây ở phía gì đây ở phía dưới trước nhá các bạn chú ý vào đây đầu hở phía dưới này đấy nào, thì bây giờ chúng ta sẽ có P1. Thì trong trường hợp này đầu hở phía dưới thì rõ ràng là P1 chúng ta sẽ tính bằng P0. Các bạn trừ đi H. Đúng chưa? Đó, thì bạn thay số vào thầy. À, nhưng mà thằng P0 này chúng ta chưa có này. Thì bạn chỉ có thay H vào thôi đúng không? H của chúng ta đây là 20. Được chưa? Và V1 ở đây các bạn thay cho thầy bằng S. Các bạn nhân với cả L1. Đấy, và L1 đây chúng ta có rồi. Thì là bao nhiêu đây? L1 của chúng ta đây là 48. Đúng không? Thì bây giờ bạn sẽ thay cho thầy là S nhân 48. Đó, thì đó chính là cái trạng thái một của chúng ta nào tiếp tục trạng thái hai này trạng thái hai ở đây của chúng ta chính là đầu hở ở phía trên thì trong tình huống này của chúng ta thì ta có ngay là P2 thì đầu hở phía trên đúng không chắc chắn đây nó sẽ cái trường này thì các bạn thấy ngay là thằng P của khí này nó bằng hai thằng cộng lại đúng không thì P2 thì ta được tính bằng P0 các em cộng với KH cho thầy và cái này chỉ là bằng p 0 kèm cộng với cả 20 và khi đó thằng v2 của chúng ta được tính bằng s nhân l2 và chiều dài cột khí trong trường này là 28 tức là s các bạn nhân 28 với thầy này được chưa? đấy sau đó thì các bạn áp dụng cho thầy định luật boyle là xong đấy các bạn chú ý vào định luật boyle này thì bây giờ chúng ta thay số thôi nhé. b 1 với 1 ta có rồi là p0 này kèm trừ đi 20 các em nhân với cả V1 là S nhân 48 bằng này B2 ở đây chúng ta sẽ bằng p 0 các bạn cộng 20 các bạn nhân với cả S nhân với cả 28 mà thầy thì bây giờ bạn chỉ tiêu S là 2 vế rồi và ẩn duy nhất ở đây là P0 và hiển nhiên các em cầm máy tính lên bấm được ngay cho thầy P0 sẽ ra bao nhiêu luôn đúng không nào bấm thầy đi xem thằng P0 sẽ ra bao nhiêu và chú ý là ở đây bắt buộc đơn vị của P0 nó phải cùng với đơn vị của áp suất thủy ngân đó là cm thủy ngân nhá để chưa nhỉ nào bấm cho thầy nhá. X trừ 20 nhân 48 bằng này. X cộng 20 nhân 28 ship sâu một cái. Thì bạn ra rất đẹp luôn là 76 đúng không? Thì áp suất của khí quyển là 76 cm thủy ngân. Ok chưa? Thì đó là câu A của chúng ta. Đấy, bạn chỉ qua Nào câu B. Câu B của chúng ta là chiều dài của cột không khí khi ống nằm ngang. Đấy thì bây giờ ta xét thôi thì bây giờ bạn lưu ý là chúng ta gọi trạng thái ba đi Nào trạng thái ba ở đây chúng ta coi như là cột khí ống của chúng ta nằm ngang Đấy, ống nằm ngang này thì đến đây chúng ta sẽ có ngay p 2 thì nó rồi ở đây là p 3 nhé thì bb 3 ba của chúng ta ở đây thì bằng b không đó không có cộng h hay trừ h gì cả đúng chưa và bây giờ bạn có ngay là v 3 là cái là cái em cần đi tìm này Đấy, sau đó bạn áp dụng nốt cho thầy Boiler Marriott bạn có thể áp dụng cho trạng thái 1 với 3 hoặc trạng thái 2 3 đều được hết đúng không? Vậy ở đây thì sẽ áp dụng 1 với 3 nhé. Vậy thầy có P1 nhân V1 bằng P3 Các em nhân giúp thầy V3. Sau đó em thay số vào một cái là xong ngay, đúng chưa? Thì bây giờ thầy có P1 rồi. Đây thầy thay số vào nhé. P0 vừa tính ra là 76. Các em trừ đi 20. Các em nhân với cả S và nhân 48 bằng B3 của chúng ta là bằng B0 là 76 các bạn nhân V3 là nhân S và các bạn nhân với cả L3 thì ẩn duy nhất của chúng ta ở đây nó là L3 ok chưa nào cầm tính lên bấm nút cho thầy xem là thằng L3 ra bao nhiêu đây hết là chi tiêu hai vế rồi 76 chia 20 nhân 48 chia 76 thì ở đây em ra là 35,36 đúng không 35,36 chúng ta lấy 35,4 nhé Đó, à, thì đó chính là cái kết quả của chúng ta. Đó là câu đó chính là cái câu B nhá có lắc văn điều gì không Ok không nhỉ Nào tiếp tục nhá ta chuyển tiếp này